đưa con đi taxi, mẹ bất ngờ phát hiện chú tài xế lại là fan ruột của cậu con trai nhà mình. Theo đó, do đi ra đường nên bé được che chắn hơi kín đáo. Vì thế, khi bước lên xe, chú tài xế taxi cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Chỉ nghĩ đây là một vị khách bình thường như bao nhiêu vị khách khác thôi. Thế nhưng đến khi người mẹ ngồi từ hàng ghế sau nhìn lên á, đã thấy chú tài xế đang lướt xem không sót một clip nào mà mình đăng tải lên top top. Càng theo dõi, người mẹ càng thêm bằng chứng để mà củng cố cho niềm tin rằng chú tài xế đích thị là fan ruột của con trai nhà mình. Tuy nhiên, chính chú tài xế cũng không biết idol hàng riêu 100% bằng xương bằng thịt đang ngồi ngay ở hàng ghế phía sau. Mãi đến một lúc lâu chú tài xế mới nhận ra, vì tất nhiên người đàn ông ấy len lén nở nụ cười thầm từ lúc ấy đến suốt đoạn đường về. Được biết idol búp măng non dễ thương xinh xắn này chính là cậu bé được rất nhiều người yêu quý và theo dõi bởi vẻ ngoài giống với Phật Thích Ca. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: hồi này là chú chưa thấy thôi, chứ thấy rồi chắc chú lấy giá hữu nghị quá. Ý là giờ con thành idol tấp tớp rồi he, đã he đã he. Nhìn từ phía sau là biết chú vừa coi vừa cười rồi á. Mê người ta mà người ta đằng sau không biết, vậy là mê chưa đủ nhiều rồi đó nghe chú ơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.